Kính thưa quý vị, Lâm đang kính thưa quý vị, Lâm đang đứng đang ngồi ở quán cà phê là ở ngay góc đường của Nguyễn Tri Phương, đường Lý Thái Tổ đó quý vị, cách với Nguyễn Tri Phương đó, là một trong những cái quán cà phê mà từ ngày thành lập chợ trung tâm thương mại của Gạch Giá tới giờ. Đây là một trong những quán cà phê có thể nói là lâu đời nhất ở đây rồi. Quán này thì cũng có các món ăn như là bún, nuôi, cơm, bánh mì. Ở đây thì có cà phê ngày đó giờ nè quý vị. Đây cà phê. Cà phê phin nhé quý vị. Chúng ta làm sao quay lướt qua cho quý vị cùng theo dõi thôi. Đây là các bác lớn tuổi. Lớn tuổi hay thường uống ở đây nè quý vị. Quán này đã có từ lâu đời lắm rồi. Đó là cà phê điểm tâm Tài Ngọc đó quý vị. Để lướt vòng cho quý vị xem nhé. Ở đây cô có bán một số đồ ăn sáng nè. Đây là các thức ăn sáng mà cô hay bán. Quay đi. À, bạn đi. Đây là không gian ở phía trong nè quý vị. Rồi vậy là các quán cà phê ngon Gạch Giá buổi sáng nha. Dạ. Dạ. Ở ngoài kia là chợ 30 tháng 4 đó quý vị. Đường vào cổng chợ buổi sáng rất là nhộn nhịp. Có thể chúng ta vừa thưởng thức cà phê cũng có thể xem cái hoàn cảnh ở đây. Ở đây thì cô có một vụ các món ăn đó nãy Lâm có quay qua đó. Còn đây là cơm nè. Đối diện là trung tâm chợ đó quý vị. Đó là chợ nông chợ về thực phẩm và các mặt hàng khô á. Có dĩa cơm nữa không? Phải phải không?
cho khỏi. Cà phê của quán nè quý vị. Đây. Cà phê Xin Sài Gòn. Dạ không à. Đây buổi sáng có ánh sáng chiếu xuyên ngang đó quý vị. Nắng rất là tốt ha. Đây là cà phê. Ta phải quậy đường lên nè. Đó là đồ mà Tâm mua về đó. Đây cà phê. Đây là một trong những cái quán cà phê cổ và ngon nhất ở đây đó quý vị. Có các bác lớn tuổi hay uống ở đây đó. Bác uống ở đây được bao năm rồi bác ha? Lâu rồi. Dạ. Vậy là hồi lúc mở quán cà phê tới giờ lắm hả? Không, quán cà phê được mát lâu rồi. Uống lâu rồi. À uống tại vì buổi sáng mà con lại mua đồ con thấy toàn là các bác lớn tuổi uống thôi. Lâu lắm rồi, phải đâu rồi. Dạ. Tại con ít uống cà phê lắm mà lại đây cũng thấy cà phê là cũng khoái. Có cà phê nào đâu mà đậm dữ vậy? Đồ đúng vậy. Dạ đúng rồi, cái màu đặc biệt quá ha. Dạ. Có cà phê nào cái màu gì? Dạ dạ. Màu sắc của nó là nâu nâu đó quý vị, chứ nó không có được đen đâu. Có cái vị hậu ngọt mà không có ngọt lắm đâu quý vị, vừa thôi, là cà phê đặc trưng đó. Cái màu này quý vị nhìn là quý vị sẽ phân biệt được ngay. Thank you.
ở đây được lâu chưa cho con quay chú cái nè. Dạ. Ngồi đi này chú. Để đây để đây uống thằng kia. Này gọn quá. Dạ gọn. Cái này tại con quay giới thiệu cái quán cà phê ở tỉnh mình á, đặc biệt ở Gạch Giá, tại vì con người Gạch Giá mà. Nên con quay về đây. Dạ. Cái này nó gọn với lại cái màn hình nó rời nè bác. Nè ví dụ như con đang quay nè thì nó đang nhảy xuống. Nó chắc xin phép mấy bác kìa quay mấy bác kia các họ biết được không. Anh ơi tính tiền cho em luôn anh ơi. À, có hai nuôi với cơm tấm với cà phê hả? Ủa gì là cà phê mình rẻ? 10 ngàn. Quay chị bao lâu nó mới lên kia rồi mình? Dạ, em ơi, ngó đó. Nó đem về mạng, nó đưa lên được hả? Ờ. Hay là tự lên đưa lên luôn? Đây nè quý vị, cà phê Tài Ngọc. Quý vị nếu mà có dịp ghé Kiên Giang thì có thể ghé quán cà phê này nha. Rồi. Số điện thoại là 02973869544 nha quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị.